Vị sau đây sẽ là phần tin thế giới. Chứng khoán Mỹ đã giao động nhẹ trong phiên dịch ngày 5 tháng 5 trong bối cảnh giá cổ phiếu tiêu dùng giảm và các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước báo cáo việc làm tháng tư. Kết thúc phi giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 0,05%, chỉ số S&P 500 giảm 0,02% và chỉ số Nasdaq giảm 0,18%. Cổ phiếu của Tesla giảm 5% sau khi các nhà phân tích tỏ thái độ nghi ngờ hãng xe điện này không có đủ khả năng giao hàng với số lượng lớn theo đúng kế hoạch. Cổ phiếu của các nhà bán lẻ cũng giảm điểm, trong đó có cổ phiếu của L Brands giảm 12% sau khi báo cáo doanh số tháng thấp hơn kỳ vọng. Số liệu việc làm cho thấy số người Mỹ điền vào đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao hơn dự kiến vào tuần trước, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng trước thềm báo cáo việc làm tháng 4. Cổ phiếu nhóm năng lượng tăng điểm khi giá dầu tăng nhẹ, chỉ số năng lượng của nhóm S&P 500 tăng 0,7%. Và thưa quý vị, hầu hết các thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á đều đã giảm điểm trong phiên cuối tuần do các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 4 của Mỹ. À, bởi vì báo cáo việc làm của Mỹ sẽ tác động đến dự đoán liệu Fed có tăng lãi suất trong tháng 6 hay không. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 0,25%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm mạnh 2,82%, riêng chỉ số S200 của Úc tăng 0,25%. Các thị trường Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan đều đóng cửa nghi lễ. Giá dầu thô của Mỹ đã giảm 0,79% trong phiên giao dịch hôm nay ở mức 43,97 đô la Mỹ một thùng, sau khi đã tăng 1,2% trong phiên giao dịch đêm trước tại Mỹ. Còn giá dầu Brent thì giảm 0,53% sau khi đã tăng 0,9% trước đó. Nhóm cổ phiếu năng lượng đều giảm điểm theo giá dầu. Tại Úc, cổ phiếu của Origin Energy giảm 3,42%, cổ phiếu của Santos giảm 4,64%, cổ phiếu của PetroChina trên sàn Hồng Kông giảm 2,71%. Nhóm cổ phiếu khai khoáng giao dịch trái chiều với Rio Tinto giảm 0,65%, Fosky Metal và BSP Billington tăng lần lượt là 2,64% và 0,16%. nhà quản lý Mỹ đã bắt đầu bước đi đầu tiên trong việc cấm sử dụng thuốc lá điện tử, khi mà hiện tượng này ngay càng phổ biến trong giới trẻ Mỹ. Chính quyền Mỹ cũng cấm bán thuốc lá điện tử cho những người dưới 18 tuổi. Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm FDA đã ban hành luật này và sẽ có hiệu lực trong vòng 90 ngày tới. FDA cũng yêu cầu các công ty sản xuất thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới phải cung cấp cho họ danh sách các thành phần cũng như những khẩu hiệu cảnh báo trên bao bì. Quy định của FDA đã được đề cập đến từ khá lâu, sau khi cơ quan này cách đây 2 năm đã nêu vấn đề về việc làm thế nào mà ngành công nghiệp thuốc lá điện tử có thể có giá trị đến 3 tỷ đô la Mỹ. Ông Peter Denholz, CEO của công ty Henley Vaporium cho rằng lệnh cấm mới sẽ không ảnh hưởng gì đến cửa hàng của ông ở New York, nhưng cần một sự phân định rõ ràng. Giờ đây hút thuốc lá điện tử cũng bị xem như là thuốc lá. Chúng tôi hy vọng FDA có thể phân biệt rạch ròi thuốc lá điện tử và thuốc lá có khói và tạo ra một loại riêng với cách quản lý riêng. Số liệu thống kê cho thấy 3 triệu học sinh cấp cơ sở và trung học Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử trong năm 2015, so với con số 2,46 triệu người trong năm 2014, đưa họ trở thành nhóm người trẻ có sử dụng thuốc lá phổ biến nhất tại Mỹ. Mexico mới đây đã công bố kế hoạch cấm lưu thông đối với 40% lượng xe ô tô trên địa bàn thủ đô Mexico City, đồng thời khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường. Thông báo trên được chính quyền thủ đô đưa ra khi tình trạng ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động đỏ và bước sang ngày thứ năm. Theo giới chức địa phương, 40% xe ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên đường phố thủ đô Mexico City trong bối cảnh tình trạng báo động đỏ về ô nhiễm môi trường đã kéo dài nhiều ngày qua. Thời gian bắt đầu hạn chế xe lưu thông chưa được thông báo chính thức, nhưng dự kiến sẽ kéo dài ít nhất là đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Các nhà máy sản xuất trong khu vực nội ô cũng được yêu cầu hạn chế khí thải. Người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối và hạn chế các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều người không tỏ ra hoan nghênh với những động thái này của chính quyền. Tôi nghĩ họ có thể làm nhiều thứ khác hơn là chỉ đưa 2 triệu chiếc xe ra khỏi đường phố. Chính quyền cần phải nói cho người dân hiểu điều gì đang xảy ra để bản thân mọi người đều chung tay giảm thiểu tình trạng này. Hiện tại, giới chức Mexico vẫn chưa đưa ra thêm bất kỳ động thái nào. Tình trạng ô nhiễm không khí đã xuất hiện tại nhiều khu đô thị đông dân cư của Mexico và đã được cảnh báo từ năm 2002 đến nay. Không khí ô nhiễm là nguy cơ gây ra những căn bệnh về tim mạch cho người dân, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nhất chính là người già và trẻ em. Thưa quý vị, 80.000 người đã phải di tản khi một trận cháy rừng khổng lồ ngoài tầm kiểm soát đã phá hủy nhiều khu dân cư và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại phía Tây Canada. Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào hồi Chủ nhật tuần trước cùng với gió mạnh đã lan tới khu dân cư tại thành phố Fort McMurray thuộc tỉnh Alberta, Canada, khiến nước này phải nâng mức độ nguy hiểm lên mức cao nhất và buộc 80.000 cư dân phải sơ tán. Chính quyền đã ra lệnh cho sơ tán vào ngày 3 tháng 5 khi nhận ra không thể kiểm soát được ngọn lửa. Tuy nhiên, việc di tản gặp khó khăn do có lệnh đóng cửa đường cao tốc và tình trạng thiếu xăng dầu. Các khu vực dân cư bị tổn thất nghiêm trọng, một số nơi như ở Beacon Hill, 80% trong số 607 hộ gia đình bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một thảm họa và thật không công bằng khi họ không cho phép chúng tôi mang theo những vật dụng quan trọng, những gì tôi còn lại là những thứ trên lưng tôi. Chính phủ Canada cho biết ưu tiên trước nhất là bảo vệ người dân và các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm quốc lộ 63, vốn là con đường duy nhất để ra vào thành phố. Canada là một đất nước mà chúng ta tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Hiện nay, Fort McMurray đang trải qua những thời điểm khó khăn nhất, và cả đất nước sẽ cùng đoàn kết vì Fort McMurray. Vụ sơ tán tại thành phố Fort McMurray là vụ sơ tán lớn nhất do cháy rừng trong lịch sử tỉnh Alberta. Tuy nhiên, các dự báo cho biết tình hình có thể còn tồi tệ hơn trong thời gian tới do gió mạnh, nhiệt độ vẫn ở mức cao trên 30 độ C và không có mưa. Công ty xăng dầu Shell đã đóng cửa một số mỏ khai thác dầu tại khu vực này. Việc này đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh khi Alberta là nguồn cung dầu lớn nhất của Mỹ.